Khi mà nôn tức là do cái tăng co bóp của dạ dày. Nên sau khi mà xử trí xong bé ổn định thì tốt nhất là nên để cho bé đợi một thời gian để cái co bóp dạ dày nó ổn định lại. Phần lớn các nguyên nhân nôn chớ ở trẻ sơ sinh thì là nguyên nhân Đúng sinh lý thôi, và thật ra không không? cần dùng đến thuốc Vâng. và chỉ cần điều chỉnh lại cái cách chăm sóc, cách cho ăn thì là bé đã tự hết nôn chớ rồi. Đối với các bé mà sau khi mà vừa mới nôn xong ấy thì các mẹ không nên cho bé ăn ngay, bởi vì như mình nói ở trên thì khi mà nôn tức là do cái tăng co bóp của dạ dày. Nên sau khi mà xử trí xong bé ổn định thì tốt nhất là nên để cho bé đợi một thời gian để cái co bóp dạ dày nó ổn định lại, Dạ thì sau vâng. đấy thì cho bé ăn thì nó sẽ đỡ bị nôn chớ hơn. Vâng. Và cái thời gian chờ thì ít nhất là mình nên, nếu mà được thì có thể để khoảng 15 hoặc đến 30 phút sau thì bắt đầu mới cho con ăn lại. Nôn đối với trường mà nôn vòi rồng, tức là các mẹ tưởng tượng là tức là bé nôn rất là nhiều và cái Vâng. lượng sữa nôn có thể là lên cả mũi của trẻ. À, vâng Và thầy. những cái trường hợp mà bé bị nôn như thế thì cái nguy cơ mà bé bị sặc Sặc lại cái sữa, chất nôn dạ vào đường thở, vâng. thì những cái trường hợp đấy thì mình quan trọng nhất là mình phải xử lý ngay trong cái lúc đó để bé không bị sặc sữa. Dạ vâng. Còn sau khi xử lý xong ấy thì mình theo dõi tiếp các cái dấu hiệu tiếp theo của bé. Nếu như mà trường hợp mà sau khi nôn xong mà bé lại hồng hào, thở bình thường và ổn định lại, và những cái bữa sau con bé bú hoặc bé ăn và không bị nôn chớ nữa và không thèm theo các cái dấu hiệu nguy hiểm toàn thân, thì mình có thể tiếp tục theo dõi bé ở nhà. Còn khi mà nếu như mà bé mà có các cái dấu hiệu nguy hiểm toàn thân khác, ví Vâng. dụ như là mà bé bị nôn như thế nhưng lại kèm theo các cái dấu hiệu khác như là bé ly bì, À, vâng. những cái bữa sau là bé bú kém hoặc bé Dạ bỏ bú, vâng. là có những cái trường hợp là bụng bé bị trướng lên và bé có thể không đi ngoài được, Dạ vâng. thì những cái trường hợp đấy thì mình phải chú ý. Phần lớn các nguyên nhân nôn chớ ở trẻ thì là nó là nguyên nhân sinh lý thôi, Dạ vâng. nhưng mà có một số những cái bệnh lý Vâng. về nội khoa và ngoại khoa mà cũng là những cái bệnh lý đặc biệt mà mình cần phải chú ý. Dạ vâng. Nếu như trường hợp ví dụ như là trẻ nôn chớ, và đầu tiên thì mình phải quan sát là cái dịch nôn của bé nó như thế nào. Vâng. Thông thường đối với những cái nôn chớ sinh lý bình thường ấy Dạ. thì cái dịch nôn của trẻ Là từ nôn ra sữa vâng, hoặc là cái dịch trong có một ít cặn vâng. sữa. Dạ. Nhưng mà khi mà dịch nôn đã có những cái màu sắc bất thường, như mà trẻ nôn ra dịch vàng, dịch xanh, những dịch nâu bẩn hoặc đôi khi là trẻ nôn ra máu, thì nếu như có cái dấu hiệu là cái dịch nôn bất thường Dạ. thì đấy là mình sẽ phải đưa trẻ đi khám. Vâng. Ngoài ngoài Dạ ra thì vâng. vẫn còn nữa, tức là ngoài cái tính chất nôn thì thứ nhất là cái số lần nôn của bé trong ngày nữa, Dạ thì vâng. đối với trường hợp nôn sinh lý thì có thể là có bữa bé ăn nôn mà còn bữa bé ăn là bé sẽ không nôn nữa. À, dạ Nhưng mà vâng. nếu trường hợp mà bất thường ấy, thông thường là bé sẽ nôn và ăn bữa nào bé cũng nôn, đấy cũng Vâng, là một vâng. cái điểm mình phải chú ý. Mặc dù có thể À. những cái bữa sau mình đã cho bé nghỉ 15 30 phút rồi mới ăn lại, Vâng. hoặc là mình điều chỉnh ví dụ bữa sau mình cho ăn ít đi rồi mà Dạ bé vẫn vâng. cứ nôn chớ, Dạ. thì và bữa nào bé cũng nôn thì đấy cũng là một cái dấu hiệu mà bất thường Chúng ta mình cũng cần phải chú ý. vâng. Hoặc là những cái dấu hiệu toàn thân của trẻ khi đi kèm với cả nôn chớ nữa, ví dụ Vâng. nôn chớ xong mà ví dụ bé mệt, bé ly bì, bé Vâng. sốt, bé bỏ bú, bụng trướng, thì đấy là Dạ những vâng. cái dấu hiệu mà các mẹ cũng cần phải chú ý. Với các cái thuốc mà giảm nôn chớ trên thị trường Dạ thì vâng. khi mà đã dùng đến thuốc rồi thì tốt nhất là nên các bạn nên có ý kiến của bác sĩ. Vâng. Vì thật ra thì phần lớn các nguyên nhân nôn chớ ở trẻ sơ sinh thì là Dạ nguyên nhân vâng. sinh lý thôi, và thật ra không À. cần dùng đến thuốc Vâng. và chỉ cần điều chỉnh lại cái cách chăm sóc, cách cho ăn thì là bé đã tự hết nôn chớ rồi. Dạ vâng. Còn nếu những cái trường hợp khác, tức là khi đó là nôn chớ liên quan đến các vấn đề về bệnh lý, Dạ vâng thì ạ. tốt nhất là mẹ nên đến và được bác sĩ tư vấn khám thì sẽ hợp lý hơn. Dạ.